Ngày 27 tháng 4, phát biểu trước khi kết thúc chuyến thăm Malaysia, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ và các nước châu Âu cần chung tay hành động để tăng hiệu quả các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Phát biểu của ông Obama được cho là nhằm hối thúc các đồng minh châu Âu tích cực hơn nữa trong vấn đề này, khi mà các nước này vẫn còn tương đối dè dặt do lo ngại những biện pháp trừng phạt sẽ gây tác động ngược trở lại, khiến chính nền kinh tế châu Âu bị thiệt hại. Cùng ngày, phát biểu trong chương trình gặp gỡ báo chí trên truyền hình CBS, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Tony Blinken cho biết, bắt đầu từ tuần này, Mỹ sẽ phối hợp với các nước đồng minh và đối tác để gây thêm sức ép đối với Nga, trong đó chủ yếu sẽ nhằm vào những nhân vật thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và vào ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ông Blinken cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây đưa ra hồi giữa tháng 3 đã có những tác động nhất định tới nền kinh tế Nga, như việc thị trường tài chính mất giá từ đầu năm. Tuy nhiên, trái ngược với nhận định này, nhiều ý kiến lại cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây khó có thể có tác động lớn tới Nga. Ngày 27 tháng 4, cựu doanh nhân dầu mỏ của Nga Mikhail Khodorkovsky cho biết không thể có biện pháp trừng phạt nào có thể tác động ngay tức thì. Ông Khodorkovsky cho rằng do tính độc lập của hệ thống dự trữ vàng và ngoại tệ, cũng như hệ thống phân phối của ngành năng lượng Nga, nên nền kinh tế nước này sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề, ít nhất là trong 3 đến 5 năm tới. Theo ông Khodorkovsky, Tổng thống Putin cùng với bộ máy lãnh đạo đang rất tự tin với nhiệm vụ điều hành kinh tế.